vị và các bạn thân mến, xây dựng văn hóa đọc sách cho các em học sinh là một điều không hề dễ dàng ở thời kỳ Internet phát triển như hiện nay. Chính vì thế mà nhiều địa phương, nhiều ngôi trường đã phát động và đưa ra những mô hình mới giúp các em học sinh ngày một hứng thú với việc đọc sách hơn. Vâng, và chúng tôi đang muốn nhắc đến một thư viện rất độc đáo và thú vị ở một trường tiểu học trên địa bàn của thành phố Bảo Lộc. Đó chính là thư viện ống nhựa giữa sân trường. Và thư viện này có điều gì hấp dẫn và thú vị? Có mang lại hiệu quả hay không? Chúng ta cùng theo dõi phóng sự sau. Quý vị và các bạn thân mến, khi các phương tiện truyền thông đại chúng, các loại báo điện tử, sách điện tử phát triển thì việc đọc sách giấy cũng ngày càng hạn chế hơn. Vì vậy mà ở trong các nhà trường, tạo thói quen đọc sách cho các bạn học sinh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường là vô cùng cần thiết. Các trường học trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã có rất nhiều những giải pháp, những cách thức làm sáng tạo để đưa sách đến gần hơn với các bạn học sinh. Và hiện tại như quý vị đang thấy thì quý vị đang có mặt tại sân trường của trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng. Các bạn học sinh có thể lấy sách từ các ống nhựa như thế này và ngồi đọc sách ở giữa không gian vô cùng xanh sạch đẹp ở trường. Với số lượng học sinh khá đông, 850 em, thì việc duy trì thói quen đọc sách hàng ngày ở phòng thư viện truyền thống là điều không thể. Vì vậy, nhà trường đã mạnh dạn xã hội hóa, huy động kinh phí từ phụ huynh học sinh và toàn xã hội để tu bổ sân trường, sửa sang bồn hoa, tạo không gian sân trường xanh, sạch đẹp. Mô hình thư viện ống nhựa như thế này đã nhận được sự đồng tình hưởng ứng mạnh mẽ từ phía phụ huynh, còn các em học sinh thì vô cùng thích thú. Quý vị và các bạn thân mến, những hình ảnh vừa rồi quý vị và các bạn cũng có thể thấy là các em học sinh vô cùng hào hứng khi mà được ngồi đọc sách ở dưới một cái không gian rất là xanh sạch đẹp ở trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, đúng không ạ? Và đứng ngay cạnh quý vị lúc này, xin được giới thiệu đến với quý vị và các bạn cô hiệu trưởng Phạm Hồng Huệ. Vâng, xin chào cô ạ. Được biết rằng là cô về công tác tại trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng gần 3 năm. Trong cái thời gian đó thì cô cũng đã có rất là nhiều những cái đổi mới sáng tạo để các em học sinh tiểu học có thể tiếp cận nhiều hơn và hình thành cái thói quen đọc sách. Thế thì đó là gì và ý tưởng từ đâu mà cô thực hiện cái mô hình thư viện xanh vậy ạ? Thì thực hiện cái kế hoạch 2044 của Sở Giáo dục Đào tạo ngày 19 tháng 10 năm 2017 là về đổi mới và phát triển cái văn hóa đọc trong nhà trường đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030. Thì từ đó thì nhà trường đã có cái kế hoạch, tức là cách đây 3 năm thì nhà trường đã tổ chức cái mô hình thư viện xanh, tức là để tạo cho học sinh một cái không gian thật là thoải mái khi các con đọc sách. Và bên cạnh đó thì mình cũng tạo cho các con một cái thói quen là đọc sách mỗi ngày, dù là vài trang, tức là mỗi ngày mà được đọc sách đó chính là cái niềm vui. Và cái thói quen tốt nhất đó là phải thường xuyên đọc sách, bởi vì mình nghĩ là qua đọc sách thì các con sẽ được bồi dưỡng về tâm hồn để phát triển được cái nhân cách và áp dụng vào trong cái cuộc sống để chia sẻ và đồng cảm với rất nhiều cái mảnh đời kém may mắn hoặc là những em trẻ khuyết tật thiệt thòi. Chính vì vậy mà nuôi dưỡng cái tâm hồn của các trẻ ngay từ cái tiểu học, và đó là cái nhiệm vụ mà cô nghĩ rằng là đối với thầy cô giáo làm trong ngành đều mong muốn để hướng tới với một cái mục tiêu là giáo dục phát triển toàn diện cho các em. Vâng, bên cạnh cái mô hình thư viện xanh như chúng ta vừa mới thấy thì các hoạt động trải nghiệm sáng tạo khác ở trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng có cái điểm gì độc đáo nữa, xin cô có thể chia sẻ thêm với khán giả đang xem truyền hình được không ạ? Tức là ngoài cái thư viện xanh ra, tạo cho các con cái thói quen hàng ngày đọc sách, không gian đọc sách, thì nhà trường hàng tháng đều tổ chức các cái hoạt động ngoài giờ lên lớp rất là phong phú. Mỗi một tháng sẽ tổ chức một cái hoạt động để cho các con. Và gần đây nhất là trong tháng 10 vừa rồi là có cái ngày Tết Trung Thu của các cháu, thì nhà trường đã nghĩ ra cái ý tưởng xây dựng cái kế hoạch ngay từ đầu năm là tổ chức cho các con được trải nghiệm sáng tạo, tức là thi hội thi làm lồng đèn Trung Thu và bày mâm ngũ quả trong cái ngày Tết Trung Thu. Thì qua cái hoạt động đó thì hầu hết với các em học sinh rất là hứng thú, và qua cái quan sát đó thì mình thấy được các con rất là khéo léo, với bàn tay khéo léo làm được những cái lồng đèn rất là dễ thương, mà do chính các con tự làm, rồi chính các con lại bày được cái mâm ngũ quả rất là đẹp đó.
đồng thời ý nghĩa cao hơn nữa đó là để giáo dục cho các con tất cả những cái sản phẩm mà các con làm được là được tặng cho trẻ em nghèo và trẻ em khuyết tật mồ côi ở trung tâm thị nghè Lộc Phát. Xin cảm ơn cô Phạm Hồng Huệ về những cái chia sẻ kinh nghiệm rất là quý báu và hy vọng rằng các cái mô hình giúp học sinh trải nghiệm sáng tạo như thế này sẽ được lan tỏa rộng hơn nữa. Xin cảm ơn cô.